nhờ khiêng nhá. Vừa hướng bận rồi, làm ăn lớn thế. Con cây khủng đấy, mà mình trước mới quay mà bây giờ lại thấy khác khác rồi vườn. Ô cái này vỡ chậu à? Đẹp này mà vỡ. Đấy. Không. Quan trọng gì? Sau chậu thay lại đẹp. Cái đẹp đấy nhỉ? Me. Các bà có cái nguồn me ở đâu đẹp ấy. Trong toàn trong miền trong thôi nhưng mà ý là nguồn hàng dồi dào thật. Đấy, đây này. Kinh quá nhỉ. Ui, hai cái phi lao to. Cây này cho ra ngoài trước cửa. Ủa? Cây ở đây. À. Cây này thì bà định cây ra đâu đấy? À, kìa. Chật quá nhỉ. Cây này mà cho ra cổng thì có phải đẹp không? Chật quá. Đấy có mỗi chỗ này thôi mà kề bao nhiêu cây. Cây này mà bán bao tiền thì đỡ phải kê nào. Cây đấy mà bán bao tiền? Đi làm. Hạt trâu to thế. Đây toàn cây đại. Cây gân. À, châu đang mùa hoa. Lần này lên loạt mới còn cái to thiết. Cái phi lao này. Đấy, có tí là ngồi nhét được hết bao nhiêu cây cũng vừa ấy. Và này toàn hàng khủng quá nhỉ. Bà hỏi bà bao tiền thì đỡ phải kê bê luôn. Kê xong lại mới có người mua luôn lại mất công. Đây này. Quả này hình như là đại cụ luôn này. Khiêng à? Vẫn chưa đủ người à? À? Cứ sẵn sàng đi rồi tắt máy để vào khiêng hộ. Mấy cái me đẹp. Mấy cái me đẹp ạ. Cây này mà làm có tí chân nữa thì múc lâu rồi, cái dưới đẹp. Rồi, đủ người, cứ đủ người đi rồi tôi túm tay vào. Chi chít. Đấy, toàn mê khủng. Xong chưa để vào nè. Cây kia 25 triệu. 25 triệu. Cây này quên bố là mâm xôi con, mâm xôi con gà. Bà vừa gọi cây này là cái mâm xôi con gà, cái phi lao này. Đấy, báo giá một loạt. Cây này là 70. Đấy, ra chơi đúng cái lúc và ấy nhờ khiêng này
bao nhiêu con người mới khiêng được cái cây này bị làm 70 cơ đấy. Toàn ở miền trong cái da này quá, toàn cát, toàn cát vàng này, không đất đâu, toàn cát vàng này, toàn cát vàng hết. Cây này nó còn nằm trên chậu cũng khá khá thì ra này, để hơi điếc rất là tốt. Nâng luôn không bác? Để giữa lối đi để Lex xem được kỹ. Đó. Thỏ. Cao, nó cao chỉ tầm khoảng từ mặt chậu lên. Người ta cắt thu rồi. Chỉ tầm xem nào. Khoảng 2 mét. Không đến. 1m7, 1m8. Trừ đi cái mặt chậu rồi xuống nữa. Ngày xưa là cắt thu nuôi cái đòn ra. Đấy, cắt thu nuôi cái đòn ra. Đứng lên cái máy nâng này xem. Xem cái ngọn nào. Đấy các bác, đây có một vết cắt, ngày xưa nó là cây tự nhiên thôi. Thì cho lên chậu thì cắt đây, nhát đây, giật cái tay một, nhát tay hai, một nhát ngọn. Đấy, ba nhát cắt to. Thì bây giờ những cái tay cành của nó ra và nó vào dây cũng khá là ổn rồi. Đấy. Khá là ổn. Giá cả thì tùy các bác đấy. Phải sỏi. Đợt này thấy nhiều phi lao với me đẹp, bà này bà nhập vào trong kia về nhiều. Còn những cây cũ ở đây thì thôi, không quay nữa. Đây bà ấy bảo mâm xôi con gà đây. Nhìn thân nó ghê chưa? Mụn nhọt khiếp. Đấy. Đào bãi về nó chỉ thế này, nhưng phi lao nó sống khỏe lắm, sức sống khủng khiếp lắm. Chỉ cắt vàng với nhiều nước, rất ẩm. Một chút đất thịt. Phi lao nó rất ưa nước quá. Vặn xoắn các thứ thoải mái này. Một nhọt. Mâm xôi con gà. Vừa ấy vừa bảo một cây mâm xôi con gà đấy mình bảo. Cây nào nó bảo cây này. Chật lắm các bạn, không xoay người được nữa mà quay. Để các bạn xem. Bà ấy bảo mâm xôi con gà, tôi không đặt tên mâm xôi con gà đâu nhé. Mọi thứ, những cái câu chuyện ở đây nó chỉ là câu chuyện vui thôi các bác. Nhiều bác cũng không hiểu, không biết thế nào là nói đùa, không biết thế nào là nói thật. Ví dụ như cái cây xanh tôi vừa mới cắt ở quê ấy, bảo 2 tỷ mấy, có nghĩa các bác đọc ngược lại là 2 mấy, à 2 tỷ mấy là 2 tí mẩy các bác. Vui thế thôi. Mà tất nhiên có thể từ vào tay đại gia người ta 2 tỷ mấy, người ta hô vẫn vô tư về cây người ta. Ai muốn mua thì phải muốn sở hữu thì phải chi cái giá đấy không thôi. Cây cối nó là vậy mà, nó không phải như cái cây vàng hay là cây bạc cả. Mè. Mè này nhiều quả lắm. Toàn hàng đại, to cao đấy. Cái phi lao này nhìn khủng khiếp, dữ dằn, vướng víu lắm các ông ạ. Cây này thì rẻ tiền hơn, thân vặn xoắn, thân nó vặn xoắn, không có lối vào các ông ạ. Cây này thì... bà đang bận vào nước nôi cho mấy người vừa khi cây hộ. Đấy, cái bồ đề hôm trước có quay đây rồi. Quay nốt cái mặt này của cái phi lao này. Đấy, bà để vào nhờ người khiêng cho vào cái ang này để thả nước. Ở dưới là một cái ang. Bà mừng cho bạn Phúc nhé.
Hải Châu. Ôi xài, ghê đẹp, mè đẹp. Và vừa bảo bao tiền quên bố cái mè này, 60, hình như là 60, 60 là 45 triệu, đại loại là mấy chục. Đẹp đấy. Đây này cũng đẹp, tận dụng cái dáng tự nhiên nó không cắt giật để thành cái tán cũng đẹp. Nói chung là miền Nam làm rất là khoa học. Ta vừa bảo cái này 220 thôi nhỉ. Mè đấy, 220 về xẻ ra làm cửa được. Gỗ này có tốt không? Chắc chả ai là dùng gỗ này bao giờ nhỉ. Nhìn cây vẻ thân gỗ lắm. Chắc thân gỗ. Nhìn cái chất nước này có vẻ là chắc chắn đấy. Nặng nằm đấy. Phân đặc này chứ không xốp như mấy lồng luôn. Nuôi bao nhiêu năm nay rồi, đúng rồi. Được cái tay phút này. Ồ, đấy nó cắt giật lâu lắm rồi. Đấy, cây thì rất to nhưng mà tay cành giật hết. Nhưng mà chỉ có bao nhiêu tiền thôi. Bà này gần đây bà làm ăn lớn quá. Còn cây to. Đấy. Vừa rồi chắc xuất được mớ khá khá. Thôi, thế thôi. Toàn cây tiền chục tiền trăm nha.